Dạ. Chú Dũng mà ẩm tàu hủ kìa, trời ơi. Không có khóc luôn nha. Bây giờ là cho cháu nội tàu hủ nè, bây giờ chừng nào tôi có cháu ngoại nè. Đừng có đụng. Cho hai cái tay ở trên mà cố để hai cái tay ở trên mới đúng. Ngoại ơi ngoại, có chân nha ngoại. Rồi, bà ngoại cứ đây. Không có té con. Ngoại có chừng nha, em lật một cái là không kịp đỡ đâu ngoại ơi, ngoại. Bà ngoại ơi, bà ngoại làm lo quá. Có kìa nguyên cái cả nhà đứng mà mình sợ là lọt xíu xíu. À, mặt kỳ dễ sợ luôn vậy đó. Gì bà nội bà ngoại bà cố bà trời bà gì quá cho bà luôn. Rồi cho tàu bơi đi. Giỏi quá giỏi quá. Hủ ơi, ba nè, ba nè. Đây nè, Hủ ơi. Hủ ơi. Ba nè. Cười nhích miệng bên nè. Cười kỳ cục ghê vậy. Ơ kìa em nó cười, nó gian xinh bơi kìa. Con nó lè lưỡi nữa kìa. Trời ơi, lẹ đi Phước ơi. Lẹ lên đi cho lúc với đì bơi luôn nè. Lúc với đì bơi luôn. Lẹ lên. Có chừng té luôn. Đì ơi, con ra bơi luôn đi nè. Hả? Ờ, cởi áo ra thôi rồi, cởi áo ra. Phước ra bơi với em đi con. Ôi, con bơm cái phao đi mẹ cho tàu hủ bơi cho. Mẹ bơi nữa. Rồi, mẹ bơi luôn. Rồi Tiêu Khoan con cởi áo đi, cởi áo nè. Trời ơi, lạnh không nước, lạnh không luôn. Cuối tuần gia đình em ra nhà nghỉ dưỡng. Cả gia đình em ra đây chơi. Mát mẻ, hôm nay trời mưa nữa. Không khí trong lành mát mẻ. Đây là căn nhà để cuối tuần gia đình của Lê Giang enjoy. Cha, chú Dũng ẩm tàu hủ kìa, trời ơi. Không có khóc luôn nha. Bây giờ là cho cháu nội tàu hủ nè, bây giờ chừng nào tôi có cháu ngoại nè. Đó, giờ có cháu nội rồi mà chưa có ngoại nha. Nhưng mà tranh thủ đồ đi chứ tôi rất là ghiền cháu á nha. Cười hả? Cười hả? Tàu hủ cười, bà nội nói đúng không tàu? Bà nội nói đúng không? Đúng không? Cười kìa. Phải không? Tôi rồi, có tôi rồi. Bây giờ tôi muốn có em bạn tôi đi. Mẹ hả? Mẹ hả? Đập bẩm đi cho nó quen Dũng ơi. Lộc quay chừng nào cho mẹ cháu ngoại Lộc. Lộc mới nói năm sau mẹ. Năm sau hả? Ok. Cười nữa kìa. Rồi cho em xuống đi con, cho em xuống đi. Đây là sân trước để mà mình nướng barbecue. Mưa hồi sáng này có mưa á mấy chị. Hồi sáng này có mưa mấy chị ơi. Bây giờ mấy đứa nhỏ chuẩn bị nhảy xuống bơi. Rồi tàu hủ đâu rồi? Công chúa tàu hủ của bà nội ra bơi chưa? Rồi bây giờ phải tháo tả chứ không thôi cái nặng cái tả nặng là chìm á. Hả? Đâu có bậy, cởi cái tả em ra con rồi xuống nước em ấy. Bánh pizza phải không? Kéo cái bánh pizza lại cho con. Trời ơi mấy cái con thú này á, là Lê Giang đi Mỹ đợt rồi Lê Giang mua nè. Mua về là để cho mấy đứa nhỏ nó bơi đó thấy không? Đã ghê chưa? Mấy cái này mua ở bên Mỹ đó mấy chị. Rồi, để mẹ đẩy lại. Nè, đem bánh pizza nè. Sao mẹ đưa lại con được? Con khủng long nè. Cái bánh pizza nè. Con cá heo. Cha chuẩn bị.
ta nôn từ sáng giờ mà tụi bay cứ hẹn hoài à. Đi xuống luôn. Bây giờ bà nội, bà ngoại, bà cố rồi chuẩn bị nhảy xuống hồ bơi hết luôn. Nhảy xuống hồ bơi hết luôn. Cho em xuống luôn đi em. Rồi đi đi. Nè Lập với Dũng xuống bơi luôn đi con. Này cởi áo đi này. Dạ bỏ em lên nằm ở trên cho nó đi. Đâu mẹ coi coi, bỏ em rồi. Rồi đừng đụng em cho nước văng. À. Anh nội cứu. Cho nội đi, cho nội đi, cho nội bơi. Mẹ bơi luôn. Lạnh quá giờ. Đây nè, Thủ ơi, bà nội bơi với bà con nghe. Ê. Đây nè Thủ ơi, bà nội bơi con nha. Bà nội xuống nha. Diễm ơi, Diễm. Diễm ơi, Diễm ơi. Cho hai cái tay ở trên mà cố để hai cái tay trên mới đúng. Không không không. Đây đây. Mẹ coi nó bơi nè mẹ. Coi nó lẩu. Nó đừng có dùng dùng nước mạnh quá con, dùng nước mạnh quá chút nha. Thank you.